Tôm bà con ta thấy nên mua tôm cong hay là nên mua con tôm thẳng? Xin thưa bà con, nên mua con tôm cong bà con ạ. Con tôm thẳng là nói thế này nha bà con. Tôm là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tôm được chế biến hấp, luộc, xào, kho, rim, rang, nướng, gỏi, cuốn. Khi bán ra thị trường, tôm có thể bơm nước làm cho nặng ký hay là hóa chất, nên con tôm thẳng là có, con tôm cong hai loại. Khi còn sống thì con tôm nó uống cong một cách tự nhiên, khi đã chết con tôm nó thẳng ra, chất lượng kém vì phải bảo quản ở tủ lạnh. Như vậy là con tôm cong trước khi ướp là nó vẫn còn sống, khi chuẩn bị sử dụng mua bán là nó vẫn còn sống, nên ta mua con tôm cong. Con tôm thẳng là nó đã chết rồi, người ta mới đem bỏ tủ lạnh, ướp tủ đá, ướp tủ đông để bán, mà còn tiêm vô nước cho nó nặng. Đó. Dù vậy, con tôm cong trước khi đem bảo quản vẫn còn sống nha bà con. Tôm cong có màu đen là đầu tôm sắp rụng ra. Tôm có màu đen là đầu tôm nó sắp rụng ra. Màu đen và con tôm thẳng là không nên bỏ cái đầu tôm đi. Và đừng nên ăn tôm thẳng, mua tôm thẳng. Đấy bà con, là cố gắng. Tôm thì chúng ta chỉ lựa và sử dụng con tôm cong, nó cong lại tự nhiên theo cái dạng của con tôm. Còn con tôm thẳng là đã chết rồi, rồi mới đem vô ướp đá, bỏ tủ đông để chuẩn bị bán ra thị trường, còn tiêm nước nữa. Chúc bà con ta ăn tôm vui vẻ mạnh khỏe. Nào 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 nào, xin chào.